Ơi nhìn đầu cỡ tiếng nè các bạn. Đầu tóc bù xù nhìn nè. Mới đi vô chụp MRI ở trong phòng MRI ra cả nhà. À, trước khi đi chụp thì người ta bắt mình cho mình ký một cái tờ giấy, thì trong cái tờ giấy đó là mình cam kết là trong cơ thể của mình không có cái vật bằng kim loại, và trước khi đi chụp thì mình phải vô toilet mình kiểm tra cho người mình có cái gì mà kim loại á thì mình phải lấy ra hết. Thì trong đó có cái cặp tóc ở trên đây là một vật bằng kim loại, bằng cọng dây chuyền cũng bằng kim loại tiết tháo ra rồi, và cái đồng hồ cũng tháo ra luôn. Và mình hỏi cái cô trợ lý thì trong cái nút quần của mình nó có cái vật bằng kim loại, thì cổ nói mình yên tâm đi, đâu đó là có thay cho thay quần áo ra nên cũng ok, và cũng xong cái việc chụp MRI rồi, và 1-2 ngày nữa là mình sẽ có kết quả gửi qua email. Dạ vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tiết Tuyết USA Cuộc Sống Mỹ, nơi Tiết sống là thành phố San Jose phía Bắc Cali. Như vừa qua Tiết đã chia sẻ với quý vị và các bạn là cách nay 1 tháng là sau 2 năm chống chọi với cái căn bệnh mà mình đi uống thuốc mỗi ngày thì mình đã không có chịu được. Cái bệnh này là nó bị nghẹt cái hơi thở lên cái đầu, và nó làm cho cái não của mình nó lân lân giống như người bị say rượu, mà giống như người bị say rượu mà nhức mà ê các bạn, giống như là mình không giữ được thăng bằng cho cái đầu của mình đó các bạn. Thì dẫn đến nó khá nặng rồi nên mình mới quyết định đi khám, chứ thật ra là nó nhẹ nhẹ thì mình cũng ráng nương. Nhưng mà khi mà nó nặng mà mình đi khám thì lại mất quá nhiều thời gian. Là 1 tháng trước Tiết đã lên mạng lấy hẹn, xong rồi nửa tháng sau là gặp bác sĩ, thì bác sĩ cho Tiết những cái cuộc hẹn khác, thì Tiết cũng phải tự gọi điện lấy những cuộc hẹn khác. Là Tiết gọi đi lấy hẹn chụp MRI ngày hôm nay, là nửa tháng sau mới chụp MRI, có nghĩa là đến ngày hôm nay là Tiết đã mất 1 tháng. Và thêm 1 tuần sau nữa Tiết sẽ quay lại Tiết gặp bác sĩ để bác sĩ cho Tiết cái kết quả khám bệnh, chụp MRI, kết quả xét nghiệm máu, kết quả xét nghiệm nước tiểu. Và 1 tháng sau Tiết sẽ quay trở lại để tập vật lý trị liệu cái đầu, và những cái cuộc hẹn đó là trong phạm vi của một việc khám bệnh nha các bạn. Và hôm bữa là mình tốn hết 40 đô, 30 đô để gặp bác sĩ, 10 đô để đi xét nghiệm máu và nước tiểu. Và hôm nay mình xám 150 đô nữa để đi chụp MRI là 190 đô. Rồi ngày mốt 1 tuần nữa mình gặp bác sĩ 30 đô nữa là 220 đô. Xong rồi 1 tháng sau mình đi chụp vật lý trị liệu 30 đô nữa là 250 đô cho cái việc khám bệnh này. Tại vì cái bảo hiểm của Tiết là Tiết mua cái bảo hiểm giá hơi rẻ, 1 năm, 1 tháng Tiết đóng có 20 mấy đô thôi. Và chờ 2 ngày nữa có kết quả xét nghiệm rồi mình sẽ đi vô để gặp bác sĩ và bác sĩ cho thuốc. Song song với việc uống thuốc trị bệnh thì mình sẽ 1 tháng sau mình sẽ lên tập vật lý trị liệu thì họ sẽ hướng dẫn mình. Và các cuộc hẹn của ngày hôm nay thì trước khi đi thì người ta cũng nhắc mình rồi, người ta gọi, người ta nhắc trên đường chạy xe, người ta cũng gọi, người ta nhắc luôn các bạn. May là mình trả lời được tiếng Anh chứ không thôi nó cũng lộng cộng, trả lời cũng ậm mà ậm mự à. Xong người ta nói mình ở lobby thì mình đã tới lobby, nhưng mà mình đưa cái thẻ ra thì họ kiểm tra, họ nói rằng bạn phải quay lại cái lobby, là cái lobby là cái tòa, cái building nhỏ này nè các bạn. Cái bệnh viện này á, nguyên một cái vòng tròn, những cái tòa nhà ở bên kia cũng là của bệnh viện luôn. Mình đi từ bang building này qua building khác mình phải lái xe nha các bạn. Và đó cũng là những cái tòa nhà của bệnh viện luôn nha các bạn. Rất là rộng, rất là lớn. Và mình vô cái lobby thì mình đưa reception thì người ta check, người ta nói mình phải đi qua cái lobby này và đưa cái lobby này xong là mình họ check thông tin. Và họ nói mình là mình phải trả 150 đô và mình đã trả 150 đô rồi. Thì khi mà trả 150 đô xong thì họ đưa cho mình một cái tờ giấy để mình ngồi mình đọc những cái thông tin đó và mình ký. Thì mình đâu phải tiếng Anh của mình chỉ là giao tiếp cơ bản thôi, chứ những cái tiếng Anh mà chuyên về bệnh hoạn như vậy mình đâu có biết đâu. Thì may là mình sử dụng cái từ điển nó tự dịch đó các bạn. Và đây là 150 đô mình đã tốn ngày hôm nay nha các bạn. Hôm nay mới làm có được có 70-80 đô mà đóng hết 150 đô rồi cả nhà. Và đây là những cái tờ giấy mà cái thông tin mà họ đã đưa cho mình nè các bạn. Và họ kêu mình tự ngồi ghi vậy đó. Nhưng mà tiếng Anh tiếng ngu thì bắt buộc mình phải mở cái từ điển ra và nó tự dịch nè cả nhà. Cũng rất là may mắn là có những cái từ điển này,
Thành ra tụi mình cũng đơn giản trong mọi vấn và đề. Trong cái bảng câu hỏi hai mặt bằng tiếng Anh đó thì căn bản thì nó chỉ hỏi mình là trong người mình có bệnh, những cái bệnh gì trong quá khứ hay không, và mình có làm những cái gì liên quan tới thai, tim, thận, gan, phèo phổi mình cái gì có kim loại hay không, và trên cơ thể mình có cái gì có kim loại thì bạn hãy đi vào nhà vệ sinh và kiểm tra lại trên cơ thể của mình và tháo hết những cái gì có kim loại ra. Thì Tiết đã đi vô nhà vệ sinh và Tiết tháo luôn cái cạp tóc của mình ra, rồi tháo luôn cái đồng hồ của mình ra, rồi tháo luôn cọng dây chuyền ra, tháo luôn cả cái áo ngực ở bên trong nữa các bạn. Cái áo ngực nó có cái móc bằng sắt nữa. Rồi một lát nữa thì có một cái cô mà assistant, cô Hương, cô phụ cho cái phòng này các bạn. Phòng này có hai người phụ nữ. Thì cô reception này đi vô lấy cái thông tin của Tiết và dẫn Tiết từ ở bên trong đi ra đây luôn. Và mình sẽ đứng lên trong cái hàng rào đó các bạn, và cổ nhấn cái nút để mà mình đi lên trên cái tầng trên. Cái phòng chụp MRI nó nằm đây, và trên đó thì người ta cho mình cái bộ đồ để mình thay ra và hai cái nút để mà nhét lỗ tai lô, và người ta cho mình cái học tủ có cái chìa khóa để mà bỏ hết tất cả những đồ mình trong đó và khóa lại, và cái việc chụp nó mất khoảng 10 đến 15 phút. Ok, thì họ nói với mình là 1-2 ngày nữa có kết quả gửi vào email, nhưng mà bản thân mình đâu phải là một mình đâu có biết đọc kết quả khám bệnh đâu. Mình chỉ biết đọc kết quả xét nghiệm máu hay đường mỡ này kia cái nọ thôi, và cái việc kết quả MRI này mình sẽ quay lại bác sĩ. Hy vọng rằng nằm ở trong phòng MRI mà cứ cầu mong rằng cho bác sĩ tìm được cái căn bệnh của mình để trị hết cái căn bệnh của mình, để mình có thể yên ổn mà làm việc các bạn, tại vì nó cản trở mình rất là nhiều công việc, muốn làm cái gì cũng không được hết các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã chia sẻ xem hết video của Tuyết. Mình là Tuyết Tuyết, USA cuộc sống Mỹ. Nơi Tuyết sống là thành phố San Jose, phía Bắc Cali.